suốt ngày dây điện thoại vừa rút cái lại anh úp phát rồi lại đi cái màn hình đấy, cứ loanh quanh vội vội là thế đấy. Đó. Đã ra đi nhiều chưa bác? Đây lại có sung đây. Đây lại có sung nhỉ. Đây à? Từ đâu đấy? Từ đây à? Từ đây lại à? Từ đây. À, cái sung hôm trước bán rồi thì đúng không? Sung trước bán. Đây à? Đây hôm nay là có cái mới à? Ô mi đâu đây? Nó lòng hoàng quá nhỉ. Đấy. Đây gì? Cứ báo giá đi bác. Đây cái sung này. Cái sung này bao tiền? Bao tiền rồi? À 20 rưỡi. Đâu cây của bác là từ cây nào? Cường Vi. Cường Vi. Vi là bao tiền nhỉ? 2,7 triệu. 2,7 triệu. Đào dài, đẹp quá. À. Mua được cái gì ấy? Đấy, thân ngu trắng thân nhãn kín nhìn cái thân là sướng. Cửu Vi đấy. Đấy. Đấy, mặt này nó đẹp này. Được, cái Tường Vi được. Mấy người thôi. Đấy. Đấy. Clip liền. Sạch quê. Cái này, con này con 5 điểm. À, 5 điểm đấy. Chuyên sạch quê. Con này thì bao nhiêu tiền này? Con này 1,2 triệu. 1,2 triệu, thằng con kia. Thì 2,5 triệu. 2,5 triệu. Hưng Hoàng Hưng nhỉ? Hoàng Hưng. Hoàng Hưng. Đây cũng điền đây. Cũng điền đây. Này là bao tiền đấy? 1,5 triệu. Rồi đấy. Ok. Được rồi. Đẹp. Cái Tường Vi đẹp. Sang bên này tí cho này. À có cả con thông nữa. Con bé là bao tiền đây? Con thông coi ơi, phải trả tiền đi. 1,5 triệu. Để bên này à? Vừa, nóng quá. Được. Bình ấy nhỉ? Giao dịch xong rồi gì? Đâu bán nhau mà đấy? Đây, chủ nhân 10 đây. À, giao dịch thành công à? Bao nhiêu đấy? Bắt tay cả. Đây, hai anh em bắt tay cả. Nó mới tiền đặt của nào trong đấy đi. À đặt chứ gì? Tưởng là bán triệu. Xong rồi, chung kết 10 triệu xong. 10 đồng nhỉ? Xong rồi không cho bọn em hỏi nó phiền lắm. Hỏi ông hai tê đấy về cắt loại này đi được không? Ra. Được. Sợi cắt đi. Cắt bỏ. Cắt bỏ đi. Nay anh đi từ từ. Không nên. Mất tiền. Không nên. Về cái đoạn dưới rất nhiều có... người bảo cắt cái này rồi. Cắt sợi cắt. Mỗi người một tí. Không cắt được. Đây về là cắt loại này. Ở dưới nó có không cần vậy đâu. Nó có hoành tráng lắm đâu mà cắt đi cái chỗ này. Rất nhiều người bảo cắt cái này rồi. Cái nguyên là cái điểm. Không phải cắt đi nếu mà nó triển khai được ở trên này thì mới nên cắt nhanh, cắt rất nhanh mà nuôi lâu anh thì về. Nói chung là không nên cắt. Không nên cắt. Nếu ở dưới đẹp quá, cái chỗ đấy nó quá đẹp thì mới tính. Giao dịch thành công là ok rồi. 10 đồng à? Được. Chúc mừng. Còn cái này của ai đây?
em. Bao tiền đấy? 6 triệu anh ạ. 6 triệu 7 đâu, để cho anh em đi. Em bớt cho anh, em với anh 2 triệu 4. Dưới mi. Để như là gì à? Bây như xà, như xà, 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 xà cử. Cũng được à? Dạ em thêm đi, em bán cho. Sáng hôm nay em về quá. Không còn tiền. Thế đi. Giá đấy đi, em bán là bán cho. Em rất muốn để cho anh em chơi thôi. Em bán cho anh em chơi thôi. Em bán cho anh em chơi thôi. Bán cây ra chợ thì ai cũng muốn bán đây. Đó là treo anh nhá. Có ai hỏi là đúng rồi. 15 triệu, thích nhập, đoán nhập. Đây, cái này của... Cũng của ấy à, của... Ba anh em. Ừ. Bao tiền cái này đây? 12 triệu. 12. Đấy, hôm nay nổ lớn thế là gì đấy? Thì hết tiền để mang cây đi bán. Rồi... ở nhà sợ như thế ạ. Cây này là cũng hai anh em ấy đúng không? Ừ. Cây này đẹp. Ừ. Dạ. Nổ lớn à, kinh á. Người ta chơi mà chẳng này này cái này á. Cái này bán là cái bán 10 gì? Anh gọt cho em bỏ lên đây ra cái chậu thế này. Đây cái này nhìn có đường cắt cái này đi. Không bao giờ chết. Tại vì nó đỡ thành cân. Anh làm mà cái này nó có cho vừa đẹp vừa thơm đấy. Bao nhiêu cái này? 2 triệu rưỡi ạ. À. Anh ra xem chậu đi, anh ngáng vào vừa. Là cây nó bê thân nó đẹp, đi đẹp, chân đẹp. Này, trong này vẫn còn chân. Vẫn còn nguyên kiện nữa kìa. Nguyên kiện. Chưa có chậu là và không đặt tầng này. Chứ thì quý bao nhiêu anh? Cũng là lâu rồi. 2 triệu rưỡi. Đang muộn thế. Đây cây này bao nhiêu? Cái này 4 triệu. Đọc số đi, người ta biết là gọi là 0387 rồi. 439 rồi. 806. Ở đây trên Phúc Thọ triển lãm có lên không anh? Đi làm nhưng đi trốn là sao đi? Chủ nhật rồi, chủ nhật khai mạc. Hà Nội thôi chứ còn xa quá không về kịp, có việc không về kịp. Chủ nhật thì lại công việc nhà thôi. Đâu đây bác nội sinh đi quay áp hết. À, thì đi chỗ nào cũng đi mà. Vào hẳn trong Lâm Đồng. Chỗ nào cũng chả đi. Người ta có thể tuổi bác có thời gian. Người ta có thời gian. Đấy, tỷ còn cắt cái gì kia. Đấy, cây này thì bao nhiêu? Cái này là 2 triệu, xăm trái. Trái đấy, ở đây, trái đấy. Rất nhiều trái. Đây như chùm nho. Đấy mấy cái tú nó bán hết rồi đúng không? Có một ít, một hai cây đấy nhỉ. Này, này thì bao nhiêu? Cây 3 triệu 2. 3 triệu 2. Quay cẩn thận cái vỡ cái là rồi. Đấy. Đây còn cái này.
5 triệu rưỡi. Chỉ cần chơi. Các em chỉ cần chơi. Vừa đẹp vừa thơm. Vừa chơi thế vừa chơi hoa. Vườn quế này chung kết được chưa? Dạ. Vườn quế này đã thành công chưa? Giao dịch thành công chưa? Chưa. Chưa thành công. Cái gì? À, sao cả đấy thì bên anh đã báo là 21.800 ở bên trong đơn vị sử dụng tranh rồi. Sắp giao dịch xong cái đấy rồi, nhìn thế. Trên 1 mét khối ấy. Xong này thì bán tiếp đi nhá.